bạn đang cần tìm mua một loại keo chuyên dụng dùng để lát nền, sàn nhà hay khu nhà vệ sinh, vậy thì hãy quan tâm tới sản phẩm keo dán gạch. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm Sika Gram 75 EC Fix. Cách sử dụng và cách thi công sản phẩm một cách tốt nhất sẽ có trong clip ngày hôm nay. Đã đến với kênh tư vấn xây dựng của chúng tôi. Các bạn đang cần tìm mua một loại keo chuyên dụng dùng để lát nền, sàn nhà hay khu nhà vệ sinh, vậy thì hãy quan tâm tới sản phẩm keo dán gạch. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm Sika Gram 75 EC Fix. Cách sử dụng và cách thi công sản phẩm một cách tốt nhất sẽ có trong clip ngày hôm nay. Đây là sản phẩm được sử dụng để ngăn chặn sự cố gạch bong chóc, nứt vỡ như khi ốp lát bằng xi măng, hồ dầu. Ngoài chức năng cố định gạch, loại vật liệu này còn có khả năng ngăn ngừa nước thấm xuống nền gạch. Bên cạnh đó, ngoài chức năng cố định gạch, loại vật liệu này còn có khả năng ngăn ngừa nước thấm xuống nền gạch. Ngoài ra thì sản phẩm này đóng gói rất là thuận tiện, dễ dàng cho khâu vận chuyển và ít bụi. Sika Ceram 75 EC Fix có độ bám dính tốt, có thể dùng ốp lên nền gạch cũ. Keo bám gạch dễ sử dụng, thi công nhanh chóng nên giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí. Độ dẻo cao, cho phép chỉnh sửa dài, không chảy võng nên rất thuận tiện trong quá trình thi công, tiết kiệm vật tư và nhân công một cách đáng kể. Tính năng chống thấm cao hơn so với các loại vữa truyền thống vì trong thành phần có chứa các loại phụ gia đặc biệt, trộn sẵn một thành phần, định lượng chính xác các thành phần nên dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha chế tại công trường. Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa công trình vào sử dụng, tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình. Và điều quan trọng đó là không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt, không chứa clorua gây ăn mòn cốt thép và thích hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Đầu tiên, bạn cần vệ sinh sạch sẽ bề mặt cần dán, cũng như các cạnh của gạch cần phải sạch bụi bẩn, không được dính dầu mỡ, sơn hay rêu mốc. Bề mặt tường, sàn cần dán và các cạnh của gạch cần phải có một độ ẩm nhất định, không được để quá khô. Và các dụng cụ thi công cũng cần phải được làm sạch sẽ để đảm bảo chất lượng thi công. Bước 2. Tiến hành trộn keo. Trộn keo là một bước có vai trò rất quan trọng trong quá trình thi công. Đầu tiên, trộn hỗn hợp keo khô với nước theo tỷ lệ in trên bao bì. Cứ 25 cân keo khô cần từ 5,5 đến 6,5 lít nước. Tiếp theo đó, bạn cần trộn hỗn hợp đó bằng máy trộn cơ học trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút. Sau khi trộn keo thì ta tiến hành trải đều keo. Bạn cần phết một lớp keo khoảng từ 3 đến 4mm đã được trộn ở trên lên bề mặt thi công. Chú ý, cần phải trải đều keo với độ dày đồng đều. Bạn có thể sử dụng một cạnh của bay, kéo nghiêng khoảng 45 độ để tạo những đường rãnh. Như vậy, giúp cho keo có độ bám dính tối ưu nhất với gạch thi công. Cuối cùng, thực hiện dán gạch. Khi bạn đã thực hiện trải đều keo, bạn có thể dán gạch trực tiếp lên bề mặt của keo. Sau đó, sử dụng búa cao su để gõ nhẹ lên bề mặt gạch. Chú ý, gõ búa đều khắp mặt gạch để gạch bám dính chắc chắn lên lớp keo. Đang chưa biết mua sản phẩm keo dán gạch ở đâu thì Minh Phương xin được gợi ý một địa chỉ cửa hàng rất uy tín. Đó là tại Hà Nội, Sika 156 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân. Số điện thoại hotline 0911887113. Sika tại thành phố Hồ Chí Minh, số 39 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp. Số điện thoại hotline 0963333851. Nếu các bạn yêu thích video chia sẻ ngày hôm nay, đừng quên like và hãy để lại bình luận ở bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.